À, giáp thế. À, tiền chỉ bố gọi nhà lươn nữa. Lươn bố, lươn mẹ, lươn chị, lươn em. Đúng là cái lươn. À mà không, con lươn chị nó có đánh mình đâu nhỉ? À. Ra xin lỗi ảnh đi nhé. Biết rồi. Anh à? Gì? Hả? Mày chưa no đòn à? Muốn nữa à? Không không không, em no rồi ạ. Dạ, à, em có chai rượu, em kính anh ạ. Tao gai rồi. Dạ, thế anh làm mấy con mực tráng miệng cho nó thơm mồm anh nhá. Mồm tao thối lắm à? Không, em không có ý đấy. Em... bây giờ em nói gì cũng sai. Anh ơi, hay anh cho phép em tối nay mời anh một bữa giả cầy để thanh đạm và ấm bụng ạ? Cầy thật còn chưa ăn ai đấy, giả cầy tao không thèm. Anh thông cảm, gia đình em bây giờ điều kiện nó cũng chỉ đến thế thôi. Anh thông cảm. Giữ lấy mà dùng dần nhá. Này, tao nói mày suy nghĩ cho kỹ. Một ấy là ra đầu thú. Hai ấy, tao sẽ tố cáo mày ra công an. Ôi anh ạ. Mày đừng có tính chuyện chuồn. Mày mà chuồn ấy thì mày không bao giờ có hai cơ hội đấy luôn. Này, thấy chưa? Này, nhà tao không cần hai cái cơ hội ấy của mày. Con cứ ở nhà với bố mẹ. Bây giờ mày muốn gì? Muốn chứ. Muốn thằng này tháng về nhà hai lần ấy, dầm với mùng một. Ôi, còn ai muốn đi theo nó, thằng này tiễn luôn. Anh Lưu ơi, thôi anh nói nghe sợ quá cơ. Nói thật là lúc nãy ấy, thì vợ chồng tôi vì thương con quá, con đánh anh một tí, chúng tôi cũng thấy hả dạ rồi. Sao anh đánh em tê tua nữa, anh không thấy hả dạ anh? Thằng này chỉ định dọa thế, hai ông bà nhảy bổ và đánh thằng này. Thế thì tôi phải đánh nó chứ. Chứ thằng này cũng phải thần kinh rung rinh gì đâu mà đi đánh người già. Anh ơi. Cái gì? Không. Thế là hòa cả làng anh nhá. Anh tha lỗi cho em nhá. Anh ơi, anh đừng tố cáo em ra công an anh nhá. Em hứa là từ giờ em sẽ tu tâm dưỡng tính anh ạ. Em tỉnh rồi, em tỉnh ngộ rồi. Tu tâm dưỡng tính? Tao mà lại định nghe cái họ nhà lươn nhà mày. Thì anh nể em là em của chị Luyến. Anh cứ tin em như là tin chị Luyến ấy ạ. Luyến ấy, nó là lươn nhưng mà lươn chất lượng, lươn sông, lươn biển, chứ không phải cái loại lươn ao tù, lươn ở trong cái vũng châu đầm. Cái loại lươn như mày ấy là phải nuôi bằng thuốc tránh thai, mày hiểu không? Lươn nào nuôi bằng thuốc tránh thai hả anh? Mày hỏi bố mẹ mày. Ok, thế chúng tôi làm gì biết? À, cái gì? Cái hồi đấy thuốc tránh thai chưa thông dụng, rót tuột vòng. À. Hiểu chưa? Thuốc tránh thai là dùng cho những cái loại như mày ấy, nó đỡ nhân giống lên, hiểu không? Này, anh hơi quá rồi đấy. Chú nói thế là chú mong nhà tôi tuyệt tự. Này, con ơi đi đâu đấy? Mẹ mua bún chả, con phải ăn đi chứ không đói chết à? Đi trốn thì cứ bắn nhắm theo làm cái gì? Đi cả vào nhà đi. Con ơi, mẹ lo cho con lắm. Mày ra ngoài kia thì ai lo cho mày? Rồi ạ. Con làm như lo cho thằng này lắm ấy. Ngày bơi không ở đây được nữa rồi. Thôi, con nó đã quyết đi rồi, cứ để nó đi. Con ơi, thế thì đi đâu thì dăm bữa nửa tháng rồi nhá. Khi mẹ thấy yên yên rồi mẹ gọi thì con lại quay về với bố mẹ, nhớ chưa? Lần này thằng này đi thì không hẹn ngày trở lại đâu. Xong rồi nói chung là hai ông bà xem xét đi nào, xong dọn đồ về quê luôn đi. Về quê là về thế nào? Thằng này, đêm hôm rồi, đi đâu? Em đi vệ sinh đi đâu? Mày tính vệ sinh không? Mày tính lượt không? Mày lượt. Cái mày gì? Gọi ông này đi đâu? Đưa nó đi vệ sinh. Ờ. Thế còn bà này? Cái gì? Hai báu vật đi, bà phải đi theo để canh à? Ờ. À, sợ ma quá thì đi cùng. Đi thôi. Sợ ma sợ chuột? Sợ ma. Ờ. Chuột kìa, chuột kìa. Mày. Rồi, giữ cái báu vật cho nó kỹ vào. Đằng sau quay. Này, đi vào trong nhà mà tè nhá.
Nó còn đứng ở đây, anh cho em mượn cái. Tao xẻo bây giờ. Này thằng kia. Dạ. Mày nhớ tao nói chưa? Một ý, là ra đầu thú. Hai là tao tố cáo mày lên công an. Một mình cầm đàn cứ hát mênh mông trời chiều. Một người ngồi vẽ chữ yêu. Một mình trải lòng giữa chốn hoang sơ cỏ dại. Một mình ngồi buồn vu vơ. Để rồi giọt đàn cứ ngấm vào chiều tà. Để rồi lòng tự biết đau. Buồn vì cuộc đời có quá nhiều giang dở. Buồn cuộc sống không chút bình yên. Chạy trốn bon chen ngày thường, tìm về nơi thanh thang chỉ có ta. Ngồi hát bài hát riêng ta. Ai à, ta viết cho ta. Ai à, thời gian vẫn trôi. Ai à, tình yêu đã qua. Ai à, cuộc sống riêng ta chỉ dành cho ta. Ai à, buồn đau trong qua. Ai à, tình yêu sẽ quay lại. Ai à, hiên ngang lời sống cuộc đời của ta.